Học tiếng Anh thì có cần năng khiếu hay không? Các bạn hãy trả lời giúp cho mình câu hỏi này nhé. Và các bạn, với các con của mình, các bạn có bao giờ nghĩ rằng ồ, vì nó không có năng khiếu cho nên nó học tiếng Anh không giỏi đâu? Liệu là chỉ có năng khiếu mới có thể học giỏi, hoặc là nếu không có năng khiếu thì không học giỏi, có đúng hay không? Thì lại sai rồi các bạn ạ. Vì cái việc mà có năng khiếu để học giỏi ấy, thì thường sẽ đúng với những cái cách học mà của truyền thống khi học ngoại ngữ. Cách học truyền thống đó là gì ạ? Các bạn sẽ được giao một danh sách các cái từ vựng, sau đó các bạn sẽ phải ghi nhớ. Lúc bấy giờ ai có khả năng ghi nhớ tốt thì sẽ có vốn từ phát triển. Sau đó các bạn mới đem cái vốn từ đấy để lại áp dụng vào các cái công thức liên quan tới ngữ pháp mà bạn sẽ được học. Và như thế nó cần rất là nhiều các cái thao tác tư duy và đòi hỏi một cái sự năng khiếu nào đó. Nhưng mà với cách học và phương pháp học mới mẻ, đó chính là đặt tiếng Anh vào trong bối cảnh, thì mình nghĩ rằng các bạn không cần có năng khiếu vẫn có thể giỏi được ngoại ngữ, vì đó chính là cái con đường mà các bạn học và nói tiếng Việt. Mình lấy ví dụ với việc là học một cái từ liên quan tới thực vật là lá, leaf. Thì bây giờ nếu mà bạn chỉ dạy nguyên cái từ đó để trẻ ghi nhớ thì thực sự sẽ rất là khó. Nhưng bạn có thể đặt nó vào trong câu, đặt nó vào trong đoạn văn để trẻ có thể đọc, có thể hiểu. Và khi đó cái trường từ vựng của trẻ liên quan tới từ leaf sẽ là gì ạ? Có thể là màu xanh, có thể là sự đổi màu của lá trong suốt cả bốn mùa, có thể liên quan tới cây, có thể liên quan tới việc là dùng cái lá đấy để làm gì. Và như vậy chỉ học một từ lá thôi thì cái bối cảnh mà các bạn ấy có thể liên tưởng được có thể có rất nhiều, từ cây, từ con người, từ các con vật xung quanh, và các bạn cứ dần dần mở rộng cái bối cảnh của mình ra. Và không cần là các bạn đấy sẽ cần phải học quá nhiều, nhưng mà sự hiểu biết của các bạn đấy tăng lên và bạn có thể sử dụng nó một cách tự nhiên. Như vậy cái việc học tiếng Anh của các bạn thực ra lại làm giàu cho vốn tư duy của các bạn. Và như thế các bạn cũng sẽ thở phào là con mình không cần phải có năng khiếu vẫn có thể học tiếng Anh tốt. Và ở Pantado, chúng mình đang sử dụng phương pháp là đặt tiếng Anh trong bối cảnh để dạy cho các con. Chính vì thế, tốc độ phát triển về tiếng Anh của các con vô cùng là vượt trội và đáng ngạc nhiên. Chỉ thông qua một buổi học, các con có thể diễn tả được rất nhiều điều xung quanh cuộc sống của mình. Đồng thời với đó, các con lại còn bật ra tiếng Anh một cách tự nhiên. Nếu cho tôi một đòn bẩy, tôi có thể bẩy cả trái đất lên. Câu đó là nói về phương pháp mà chúng ta sẽ dùng để thực hiện một việc nào đó. Chỉ cần có phương pháp đúng, và ở Pantado, chúng mình đang áp dụng những phương pháp đúng để giúp cho các bạn trở nên có năng khiếu tiếng Anh.